Ngày 19 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị, Hội đồng Nhân dân thành phố Uông Bí khóa 19 đã long trọng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 3. Về dự kỳ họp có các đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Hoàng Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử trên địa bàn, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các xã phường, trường học, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nêu rõ, kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm thảo luận đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cũng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu khách mời phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận và quyết định những nội dung trọng tâm, thông qua nghị quyết tờ trình đảm bảo chất lượng đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành, góp phần quyết định và thành công của kỳ họp. Tiếp đó, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 do đồng chí Đặng Đình Sách, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trình bày. Theo đó, năm 2016, đứng trước tình hình khó khăn chung của tỉnh, nhất là hai ngành kinh tế chủ lực là than, điện đã ảnh hưởng rất lớn đến thu ngân sách và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Song với quyết tâm chính trị cao và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, nên kinh tế thành phố tiếp tục được duy trì và có tốc độ tăng trưởng đạt 11,5%. Đến thời điểm hiện tại, 18 trên 19 chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố đã đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt cao so với cùng kỳ. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp tăng 10,5%, sản lượng thủy sản tăng 7,9%, giá trị tăng thêm ngành thương mại, dịch vụ, du lịch tăng 15%, tổng mức luân chuyển hàng hóa tăng 15%, doanh thu giao thông vận tải ước đạt 14%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 13,5%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt dự toán tỉnh giao. Năm 2016, cơ cấu kinh tế tiếp tục được chuyển dịch đúng hướng. Thành phố đã tổ chức công bố thành lập các quy hoạch chiến lược và thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, đặc biệt là đầu tư ngoài ngân sách để xây dựng các dự án, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị, phát huy tốt hiệu quả của Trung tâm Hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả điện tử tại các xã phường. Chỉ số cạnh tranh cấp huyện DDCI của Uông Bí được nâng cao, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Thành phố thường xuyên tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục tạo được điểm nhấn như xây dựng bộ quy tắc ứng xử, tự hào là công dân thành phố Uông Bí, đưa website của thành phố vào hoạt động. An sinh xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng an ninh và quân sự địa phương được quan tâm, tình hình an ninh dân tộc tôn giáo được đảm bảo, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo được chủ trì giải quyết có hiệu quả. Thành phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, đảm bảo trang trọng, đúng luật và an toàn. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo đã chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2016. Bên cạnh những khó khăn do khách quan mang lại, vẫn còn nhiều nguyên nhân xuất phát từ nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân chưa được sâu sắc toàn diện, dẫn đến vẫn còn các vấn đề phức tạp xảy ra như hiện tượng lấn chiếm, sử dụng đất, xây dựng sai phép, trái phép, tình trạng ô nhiễm vệ sinh môi trường còn diễn biến phức tạp, nguy cơ tái diễn vi phạm về khai thác khoáng sản, về vệ sinh môi trường và các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn tiềm ẩn. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, tình hình an ninh trật tự, an ninh tôn giáo và an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Tại kỳ họp, các đại biểu còn được nghe báo cáo của Mặt trận Tổ quốc thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2016 và các ý kiến kiến nghị của cử tri, nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021, nghe Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân thành phố báo cáo công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đồng thời, kỳ họp cũng thông qua báo cáo của Phòng Tài chính Kế hoạch về thu chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản, thông qua các tờ trình về lập dự toán và phân bổ ngân sách năm 2017, về trích ngân sách bổ sung nguồn vốn ủy thác cho vay các đối tượng chính sách xã hội, về điều chỉnh quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015, nghe tờ trình của Phòng Kinh tế thành phố về việc hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung và sản phẩm đặc thù, chủ lực của địa phương giai đoạn 2016-2020. Buổi chiều cùng ngày, Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung đánh giá về kết quả giám sát, việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, kết quả giám sát việc chấp hành các quy định về quản lý và thực hiện việc thu chi một số khoản thu mang tính xã hội hóa, thu theo thỏa thuận hoặc đóng góp tự nguyện trong các trường học trên địa bàn.
Đồng thời, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng nghe báo cáo đánh giá công tác kiểm tra giám sát của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế của Hội đồng Nhân dân trong thời gian qua và một số nội dung quan trọng khác.